Thưa quý vị và các bạn, kéo dài 4 năm, 8 tháng, 14 ngày, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam đã được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam. Cách đây 50 năm, ngày 27 tháng 1 năm 1973, hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, gọi tắt là Hiệp định Paris, được ký kết và là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta ở hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, là mốc son trong trang sử vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Quá trình đàm phán 4 năm 8 tháng 14 ngày với hơn 200 phiên họp chung và hàng chục cuộc tiếp xúc bí mật, những diễn biến cam go phức tạp liên quan tới tình hình trước trong đàm phán, thời điểm ký kết hiệp định và tiến trình thực thi hiệp định qua những bức ảnh đã phản ánh một cách chân thực và sinh động cuộc đấu trí cam go trên bàn đàm phán, mặt trận dù không tiếng súng nhưng đầy gian nan, thử thách và đòi hỏi bản lĩnh, sự mưu trí, lòng kiên định và sự linh hoạt của những nhà ngoại giao tài ba sắc sảo. Chính phủ Hoa Kỳ gồm những nhà đàm phán lão luyện luôn đàm phán trên tư thế áp đảo và áp đặt, mặc cả và thậm chí là thay đổi và phút chót để giành những lợi thế, nhưng trước lập trường kiên định là độc lập dân tộc và chấm dứt chiến tranh, chiến lược ngoại giao linh hoạt trên bàn đàm phán cùng với những chiến công của quân và dân hai miền Nam Bắc trên chiến trường, Hoa Kỳ cuối cùng cũng phải ngồi lại và ký kết bản hiệp định. Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 đã khẳng định bước trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân hai miền Nam Bắc, là một tiền đề quan trọng để hơn hai năm sau đó đất nước hoàn toàn độc lập, giang sơn về một mối.